Vụ nhiễm độc biển làm cá chết hàng loạt do chất thải của nhà máy luyện thép Formosa gây ra bùng nổ vào đầu tháng 4 năm 2016. Hàng ngàn tấn cá chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong tháng 4 và tháng 5. Tai họa môi trường này làm cho hàng chục ngàn ngư dân mất việc làm, kéo theo hàng loạt những cuộc biểu tình bảo vệ môi trường, đòi đền bù. Trong đó có những cuộc biểu tình lên đến 10.000 người. Thế nhưng, vụ Formosa không được Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp vào một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016. Trong 10 sự kiện nổi bật mà Bộ Tài nguyên Môi trường công bố, có phần nữa là các nghị quyết hay chỉ thị của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Trên nhận xét về danh sách 10 sự kiện này. Tôi chỉ thấy loáng thoáng một vài sự kiện, tôi không nhớ, tôi đọc với cách đây 4-5 ngày rồi, bây giờ không còn nhớ những cái sự kiện đó rõ lắm. Mà nó chả đáng cái sự kiện nó ra sự kiện nổi. Trong đó có sự kiện là phải triển khai nghị quyết đảng rồi chi đó thì toàn là những thứ vớ vơ vớ vẩn, chả phải là sự kiện gì. Rất nhiều người được chúng tôi tiếp xúc đều nói rằng không thể chối cãi rằng thảm họa Formosa là một sự kiện cực kỳ lớn, thậm chí mang tầm vóc quốc tế, xuyên biên giới. Tuy nhiên, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam là kỹ sư Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng nó không chỉ là vấn đề môi trường mà nó là một cái câu chuyện chính trị nữa nè, cho nên là liên quan tính trị là chính trị thì em cũng không rành lắm, không phải vấn đề gì dân đồng ý là họ đồng ý anh. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cho rằng vụ Formosa không chỉ đơn giản là một tai nạn do doanh nghiệp gây ra mà nó còn liên quan đến hàng loạt quan chức Việt Nam đã cấp giấy phép hoạt động cho công ty này, từ ông cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng cho đến viên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Vì thế, theo ông Huỳnh Ngọc Trên, qua những chuyện như vậy thì thấy rằng họ không đưa cái chuyện Formosa này vào trong một trong 10 sự kiện là họ có ý đồ muốn bưng bít, muốn không cho người dân nhớ lại cái chuyện này nữa. Lên tiếng giải thích với công luận Việt Nam tại sao vụ Formosa không được đưa vào làm một trong những sự kiện quan trọng của ngành tài nguyên môi trường, một quan chức Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói rằng chỉ ghi nhận những sự kiện mang tính tích cực mà thôi. Một cựu viên chức từng phụ trách ngành dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Khắc Mai nói với chúng tôi rằng việc đưa tin tức theo kiểu chỉ loan báo những điều tốt đẹp vẫn còn trong não trạng quan chức Việt Nam. Nó đấy là cái bệnh, cái tật bệnh của cái chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin đấy, phải nói thẳng như vậy. Bởi vì thực chất là người ta coi cái dân là không ra cái quái gì hết, không đếm xỉa gì đến cái nỗi bất hạnh của dân. Người ta chỉ chú ý đến cái vai trò nhà nước và sự lãnh đạo của đảng thôi. Họ coi đấy là số một. Và như thế tức là hết sức là bi kịch. Ông Nguyễn Khắc Mai còn so sánh chế độ của Đảng Cộng sản ngày nay còn kém hơn các triều đại phong kiến trước kia, khi vua quan đứng ra nhận lỗi lầm hoặc tổ chức tưởng nhớ những người dân thiệt mạng khi những vụ thiên tai, địch họa xảy ra. Nhận định về việc loan truyền tin tức về những vụ tiêu cực tại Việt Nam trong những năm vừa qua, nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cho biết là do ảnh hưởng của mạng lưới thông tin điện tử, nên những người cầm quyền tại Việt Nam cũng cho phép một sự thông tin tự do hơn. Càng ngày thì nhà nước cũng mạnh dạn công khai dần thông tin, kể cả những thông tin tiêu cực, không còn bưng bít giấu giếm một cách tuyệt đối như hồi xưa. Nhưng mà cái việc công khai đó ra thì cũng chưa đến đâu hết. Vẫn tùy theo tin, theo cái thông tin. Có lợi hay không có lợi cho đảng, cho nhà cầm quyền. Liên quan đến tai họa môi trường Formosa, ông Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng có lẽ chính quyền sợ rằng nếu xếp vụ này vào một trong 10 sự kiện nổi bật nhất trong ngành môi trường trong năm 2016, nhà nước sợ rằng dân chúng sẽ vinh vào đó tiếp tục đòi hỏi việc đền bù cho mình hay là sẽ tiếp tục kéo theo những cuộc phản kháng. Cách nhìn nhận vấn đề như vậy của nhà nước Việt Nam bị ông Nguyễn Khắc Mai cho là rất kém, lợi bất cập hại. Ngu xuẩn mới làm như vậy, mới nghĩ như vậy. Nếu mà khôn ra thì biết an ủi dân và từ đó mà người ta có thể quên đi, người ta tha thứ cho. Còn làm như thế này á, thì tượng là để cho người ta quên đi, nhưng mà thật ra lại nhấn vào, khoét sâu vào cái nỗi đau của dân tộc. Theo kỹ sư Nguyễn Huỳnh Thuật, người từng phản kháng thành công việc xây dựng hai nhà máy thủy điện có nguy cơ gây hại môi trường trên sông Đồng Nai, thì cách nhìn nhận vấn đề hiện nay của chính quyền
là cách chỉ đưa ra phần nửa sự thật. Ông nói tiếp. Vấn đề là sự thật mình phải cần được nhìn nhận. Nhìn nhận được rồi thì mình sẽ chấp nhận được rồi. Thì mình sẽ có cái cách để mà chuyển hóa đấy anh. Có một cái cách để mà nó tốt hơn á. Không dám nhìn nhận sự thật đó thì nó rất là khó. Mà trong cái bối cảnh này thì cái sự thật không phải được nhìn nhận. Nhiều sự thật chưa được nhìn nhận một cách nó đúng đắn lên ạ. Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi, nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, người từng tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường sau vụ Formosa, một lần nữa nhấn mạnh tầm vóc thảm họa môi trường vụ án Formosa. Đó là sự kiện vô cùng lớn, gây tác hại đến một dải đất từ Nghệ An mà vào đến Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, và làm cho bao nhiêu ngư dân đã điêu đứng, và làm cho cả một nền kinh tế biển và du lịch ở cả dải đất phía Bắc miền Trung là thiệt hại nặng nề. Và đến bây giờ những người dân chưa biết tìm cái lối ra nào để mà sinh sống. Cho nên đó là một sự kiện rất lớn. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, ông lo rằng những diễn biến sau khi xảy ra thảm họa, các cách mà nhà cầm quyền giải quyết sự việc là một điều nguy hiểm, rất nghiêm trọng cho đất nước và dân tộc Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề mà tôi cho là nó là một cái gọi là sự suy đồi của văn hóa, một cái văn hóa chính trị đang suy đồi. Và đấy là sự nội bất hạnh của dân tộc. Ông Nguyễn Huỳnh Thuật, người đang thực hiện thành công khu du lịch sinh thái rừng gọi tại vùng Nam Cát Tiên, lại có cái nhìn lạc quan hơn. Mặc dù ông vẫn cho rằng có nhiều câu chuyện về môi trường tại Việt Nam không kết thúc có hậu, như chuyện ông và đồng nghiệp phản đối các dự án thủy điện trên sông Đồng Nai. Theo ông, thì để giải quyết những vấn đề đó cần có một sự can đảm của tập thể những nhà cầm quyền, dám nhìn thẳng vào sự thật. Người ta thường nói, sự thật mất lòng. Ngay cả một người tự nhận là mình vừa hiếp dâm, giết người hay nhẹ hơn như ăn cắp, đốt nhà. Cho dù là thành thật, thì người nghe ban đầu vẫn nghi ngờ cho sự thành thật đó. Và với bản năng của con người, ít nhất một thời gian sau, người ta mới có thể hoàn toàn cảm thông, chia sẻ hay tha thứ. Nhưng có cái thành thật, thú nhận lại bị người ta mạt sát, và thời gian càng lâu, sự mạt sát càng tăng cường độ, bởi lời trần tình đó được phân tích qua lăng kính một sự thật khác, sự thật của tội ác và lòng tham lam vô tận của một tập đoàn, một chế độ. Khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố giữa nhân dân rằng chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta, thì đó là lời thú nhận chân thành nhất. Nó hoàn toàn không lú, không ngớ ngẩn như rất nhiều người cười cợt. Nó thành thật đến ngu xuẩn, và vì vậy nó bị mạt sát. Nó bị mạt sát vì đã thò ra cái đuôi cáo. Con cáo luôn giả vờ ngây ngô để được yên vị trên chiếc ghế cao nhất, luôn kêu gọi chống tham nhũng để cuối cùng phải tự nhận bọn tham nhũng là chúng ta, những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi, Nguyễn Phú Trọng, là người đảng trưởng. Tôi cũng như các đồng chí, chúng ta đều không ít thì nhiều đều tham nhũng, vì vậy thật là khó đánh, vì đánh càng trúng thì tôi và chúng ta cùng đau, cùng vỡ đầu sức tráng. Có lời thú nhận nào khẩn thiết và đáng mạt sát như vậy hay không, nhất là trong thời điểm này? Một thời điểm mà cả nước đang căng lưng dưới bầu trời u ám của bão lũ, của ô nhiễm, từ tiếng khóc đứt ruột của hơn 30 gia đình có người thân vùi thây trong dòng nước cuồng nộ bởi những chiếc đập thủy điện đúng quy trình. Lời thú nhận ấy sẽ còn âm vang sâu rộng trong các bài viết phân tích của nhiều tác giả sau này, ngay cả khi ông Trọng và đảng của ông may mắn hạ cánh an toàn, và đảng của ông may mắn không bị trả thù theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng của người Do Thái. Lời thú nhận ấy cũng sẽ bị đem ra làm bằng chứng cho hành vi của Đảng Cộng sản từng làm trên mảnh đất Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt lúc người dân đau khổ, và khi xuất hiện trở lại càng làm cho họ thù hằn, uất hận nhiều hơn. Giả như ông cứ giả bệnh, nằm viện trong khi dân chúng lặn hụp trong trùng trùng sóng nước, thì người dân sẽ làm ngơ cho ông. Đàn này ông được xung xuê bỡ đỡ như một lãnh tụ đạo đức. Ông cười cợt chúc người này tiếp người khác như ông là người ngoại quốc tới thăm Việt Nam. Ông không ý thức một việc nhỏ nhưng lại lãnh chức lớn nhất Việt Nam, chỉ có hai giải thích. Một là hơn 4 triệu đảng viên đều đáng nguyền rủa như ông, bởi họ thành tâm muốn ông làm lãnh tụ cho họ.
hai là hơn 4 triệu đảng viên ấy lợi dụng sự lú lẫn của ông để họ tiếp tục được vơ vét bởi tin chắc rằng ông cũng tham nhũng như họ. Hai giải thích tương đối giống nhau, nhưng gộp chung lại đó là cách lý giải hay nhất cho vai trò của ông Trọng từ trước tới nay. Ông là người lãnh đạo Cộng sản đáng được toàn đảng yêu nhất, mặc dù bị toàn dân khó chịu và ghét bỏ nhất. Đó là nguyên do sự thật ông tỏ bày một cách thành thật nhất lại đáng bị mạt sát hơn bất cứ lời tự thú nào. Chính ông ra lệnh đánh Trịnh Xuân Thanh, nhưng cũng ra lệnh hoãn binh đối với Đinh La Thăng, là thầy của Thanh khi còn ở tập đoàn dầu khí. Ông đánh thằng nhỏ nhưng lại sợ thằng lớn hơn. Ông đánh kẻ chạy đi nhưng lại phân vân với người đang trừng mắt nhìn ông ngay tại cái thành phố to nhất nước này. Vậy thì ông ơi, nếu người khác là ông, họ sẽ không dạ gì thú nhận cái sự thật chúng ta đều tham nhũng, có nghĩa là ông cũng là Thanh, là Thăng, là hàng ngàn kẻ khác trong cái đảng này. Bởi vậy, người dân mạt sát ông là phải. Chọn lựa bị mạt sát để đưa ra thông điệp đồng cảm cho hơn 4 triệu đảng viên là một thái độ khôn ngoan. Vì vậy, nếu là đảng viên, tôi cũng tuyên bố sẽ bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa, cho tới khi nào lời tuyên bố sắp tới của ông hết bị mạt sát mới thôi. Vấn đề gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa đang trở thành mối đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nguy cơ ấy được Đảng Cộng sản nhận diện như thế nào và tác hại ra sao? Nam Nguyên tìm hiểu một số khía cạnh liên quan. Ngay khi khai mạc Hội nghị Trung ương 4 ngày 9 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm nóng dư luận khi cảnh báo tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gây hậu quả khôn lường. Theo báo chí chính thức, ông Tổng Bí thư nhấn mạnh, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Hà Sĩ Phô, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong từ Đà Lạt nhận định. Bản thân đảng của các ông ấy là nó chuyển biến theo cái hướng bất lợi cho đảng. Thế thì trước đây cái chuyện mà tự diễn biến ấy, tự phân hóa ấy, nó là hiểu theo cái nghĩa tức là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng và phi khoa học là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ, pháp trị, mà là theo ý kiến nhân dân. Thế thì trước đây ấy, thì cái cụm từ ấy nó có nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà gần đây đấy, thì cái cụm từ ấy nó có thêm một nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự, có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở Đại hội Đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa. Trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hiện hoạt động như một luật sư nhân quyền ở Sài Gòn nói rằng, vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được nêu ra từ các đại hội đảng trước đây. Theo đó, tự diễn biến, tự chuyển hóa được hiểu là chuyển biến từ chủ nghĩa xã hội sang một chủ nghĩa khác. Tự diễn biến trong nội bộ có thể là diễn biến từ đường hoàng trở thành tha hóa, tham nhũng. Nó có dấu hiệu nguy cơ tồn vong của đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời. Thì cái việc đó thì trong đảng đã nhiều lần cảnh báo, và nhất là nghị quyết Trung ương 4 của khóa 11 vừa qua thì cũng đã nêu rất là đậm về cái chuyện đó. Và gần đây có một cái bài viết của ông Hoàng Nguyên là phó ban tư tưởng của đảng, thì ông cũng nhắc rằng cái việc mà tập trung quyền lực mà không kiểm soát thì đó là nguy cơ của cái sự sụp đổ. Đối với sự kiện cán bộ lãnh đạo giết nhau ở Yên Bái hay vụ Trịnh Xuân Thanh cùng phản ứng khác thường của đương sự, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng chưa đủ căn cứ để xem đó là những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ đảng. Theo lời ông, mặc dù Thủ tướng đã giao Bộ Công an, nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của 3 cán bộ ở Yên Bái. Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang,
đại biểu Quốc hội trúng cử nhưng bị loại vì vấn đề tư cách. Ông này bị truy nã quốc tế vì làm thất thoát 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí trước kia. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Và ví dụ Trịnh Xuân Thanh thì đó là một vụ án, cũng không thể là nói hay đó là vụ tự diễn biến được. Mà còn nếu mà Trịnh Xuân Thanh mà có liên kết với cái nhóm lợi ích nào mà tạo nên những cái sự thất thoát hư hại và kể cả mà trốn đi nước ngoài thì đó cũng là cái sự tự diễn biến. Trong mấy chục năm liền sau khi thống nhất Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn gắn kết mọi bất ổn của đất nước với điều gọi là diễn biến hòa bình do các thế lực phản động ở nước ngoài giật dây. Tuy nhiên, trong những năm sau này, ít còn nghe cụm từ diễn biến hòa bình mà thay bằng các nhóm từ mới là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Trước đây, người ta cứ nở rằng là ở Đông Âu, ở Liên Xô cũ đó thì đó là do cái sự tạo chuyển từ bên ngoài. Nhưng mà gần đây người ta nói không phải. Và sau những bài viết của ông Hoàng tôi cũng vừa nói trên thì đó là cái sự diễn biến xa đỏ, thối hóa ở Đông Đảng mà dẫn đến sự sụp đổ. Thì đó là cái quy luật tất yếu. Còn cái sự diễn biến ở đây tức là từ những người tốt, từ những người đường hoàng mà trở thành những cái kẻ xấu, kẻ tham nhũng, kẻ ăn cắp của công, kẻ lừa đảo, kẻ chiếm đoạt của công, vân vân. Thì cái đó là cái diễn biến về cái khổng chất phẩm giá. Thì hai cái đó nó có sự tự đi. Cuối cùng cái mục đích của nó cũng là làm thay đổi cái chế độ. Một bên là sự thay đổi chế độ do tác động bên ngoài. Một bên là tự làm thay đổi. Bảo vì cái nếu mà sự tha hóa, tham nhũng và tràn lan không ngăn chặn được thì cái niềm tin của dân người ta không ủng hộ nữa. Mà không ủng hộ nữa thì cái sự tồn tại cái nhà nước thì cơ sở tồn tại nó còn lại rất là thấp. Thời sự diễn ra ở Việt Nam mới đây cho thấy báo chí do nhà nước quản lý có thể đã lâm vào điều gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhiều tờ báo bị kỷ luật đình bản, tổng biên tập bị cách chức thu hồi thẻ nhà báo. Điển hình là trường hợp ông Như Phong và báo Petrotime. Ngoài ra tờ Lao Động phải chấm dứt các diễn đàn bạn đọc là hai mục tin khó tin và đừng im lặng. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Thì cái đó là người ta nhìn nhận với những góc độ khác nhau. Bởi vì trong đảng, mọi người cũng có cái nghị quyết 297-298 cho rằng là nghị quyết là phản biện, giám sát phản biện. Cho nên người ta kêu gọi là các cái đoàn thể, tổ chức xã hội và của nhân dân nên thực hiện cái quyền của mình, quyền phản biện, quyền giám sát. Cho nên họ mở ra diễn đàn như thế, nhưng mà diễn đàn đó họ có những cái mà họ lại làm vượt quá quy định. Cho nên người ta hỏi còi. Cho nên ở Việt Nam thì tất cả những cái chuyện gì nó cũng có sự kiểm soát. Cho nên hình dung rằng báo chí cũng như những người làm việc là tất cả mọi người đều có cái dòng kim cô trên đầu cả. Nếu mà lôi thôi thì ta lại siết, người ta để cấm, người ta để cách chức, người ta để khai trừ, vân vân. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 12 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 9 tới 15 tháng 10 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương Đảng cần nhận diện rõ hơn vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xác định rõ ý nghĩa của nó, mức độ đến đâu, nguyên nhân là gì và tác hại ra sao, từ đó tìm ra các biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu. Giới phản biện cho rằng Đảng Cộng sản đã nhận thức nguy cơ diệt vong của Đảng và chế độ, như nhận định công khai trên báo chí của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, tập trung quyền lực mà không kiểm soát được sẽ dẫn tới sụp đổ.